Thực hiện chương trình chăm lo Tết Quý Mão 2023, chiều 16 tháng 1 tại Sở Văn hóa Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh, Báo Sài Gòn Giải phóng phối hợp với Công đoàn viên chức Thành phố Hồ Chí Minh cùng Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam BIDV tổ chức trao tặng 200 phần quà Tết bao gồm nhu yếu phẩm và tiền mặt cho các gia đình công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang sinh sống trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Công đoàn viên chức thành phố cùng với Báo Sài Gòn Giải phóng, các đơn vị tài trợ thì đã trao những phần quà rất thiết thực trong những ngày cận Tết như thế này. Hôm nay thì chúng tôi trao được 200 phần quà cho đoàn viên công đoàn của các nhà hát, các đơn vị, các trung tâm biểu diễn nghệ thuật, mang lại cái Tết sum vầy và ấm no cho các anh em công nhân trong mỗi dịp Tết đến xuân về. Báo Sài Gòn Giải phóng đã vận động được bạn đọc đóng góp ủng hộ để có được 200 phần quà nhu yếu phẩm trao đến tận tay người thụ hưởng tại chương trình. Qua đó kịp thời chia sẻ và góp phần nhỏ để cùng thành phố chăm lo cho người lao động vào dịp Tết Nguyên đán 2023. Có quà Tết đồ, có tiền đồ thì mình cũng đỡ được một chút nào. Thì ngày Tết nó vui vẻ hơn, nó phấn chấn hơn. Cô thì cũng khó khăn, cũng mướn nhà ở. Chồng cô thì lớn tuổi rồi, 80 rồi. Không có nghĩ là năm nay là mình sẽ có nhận quà. Bên công đoàn có gọi điện thì nói là lên sở nhận một món quà thì cảm giác thấy rất là vui. Có như là ăn Tết cũng vui vẻ, ấm cúng giống như mọi người. Nhân dịp này, phía ngân hàng BIDV cũng đã kêu gọi cán bộ nhân viên của ngân hàng này cùng quyên góp để có điều kiện với chương trình trao tặng 200 suất tiền mặt tại buổi lễ, với mỗi suất 500.000 đồng một người thông qua sự kết nối từ công đoàn viên chức thành phố. Cụ thể hôm nay thì mình trao cho buổi lễ hôm nay là 100 triệu đồng. Chúng tôi thì hy vọng những người lao động gặp khó khăn thì có một cái Tết phần nào đó được ấm áp và sum vầy.